Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. sao chứ chị vừa nói cái gì vậy tôi đã mua lại tòa nhà này rồi và bây giờ tôi là chủ tòa nhà này bây giờ chị đã hiểu rồi chứ Tôi sẽ đập bỏ tòa nhà này rồi bắt đầu xây dựng mới. Dù sao thì hợp đồng của chị cũng sắp hết hạn rồi. Vậy nên dọn khỏi đây trong tháng này đi nha. Trong tháng này hả? Chị hãy dọn sạch sẽ chỗ này. Nội trong tháng này đó. ờ bác bác bác. <laughs> Mau rút lại lời cáo buộc Giao Tê Chun cho hội đồng kỷ luật đi Càng Tê Chun Sao anh lại gánh tội cho bé Đô Hi Tại sao vậy chứ Tại sao anh lại hy sinh bản thân vì cô ta chứ Tại sao Coi bộ đây không phải là chuyện mà cô mong muốn rồi Có đúng như vậy không Ra ngoài ra ngoài cho tôi. Đây nên là sai lầm cuối cùng của cô. Lần sau không chỉ ở đây, mà có lẽ ở nhà cô cũng sẽ xảy ra chuyện giống như vậy đó, Trang Sachi. Cô nói cái gì chứ? Beck cô thử đụng vào tôi đi tôi sẽ đáp trả lại cho cô thấy và tôi sẽ triệt để loại bỏ cô cái gì <laughs> bây giờ cô đang đe dọa tôi đó hả không đâu đây là lời khuyên chân thành mà tôi dành cho cô tôi đã nói rồi nếu còn như vậy thì không chỉ ở công ty mà tôi đã nói với cô rồi ngay tại nhà cô cũng sẽ loạn lên hết cho coi vậy à vậy tôi sẽ chờ coi sẽ ra sao cô cứ chờ mà coi tôi sẽ không khiến cho cô thất vọng đâu nhưng mà cô cũng nên cẩn thận hơn mới được vậy thì khi tôi đối đầu với cô trả lễ cho cô thì mới càng thú vị hơn chứ tốt lắm vậy thì mong cô đáp trả lại thật xứng đáng không phải do con làm Thủ phạm thật sự là người khác Sao lại làm vậy hả? Con nợ ân tình của cô Đô Hi Cho nên con muốn đền đáp Sao? Đừng nói linh tinh nữa, khai ra đi, thủ phạm là ai? Là ai vậy? Sê Chin hả? Con không biết là ai Và con chỉ biết rằng Cô Beth Dohi không phải là thủ phạm, chỉ như vậy thôi. Cô bị mọi người hiểu lầm, nên lần này con muốn giúp đỡ cho cổ. Được rồi, cứ coi như con nói là con nợ ân tình của cổ, nhưng mà chỉ như vậy thôi, không hề có ý gì khác hết đây là lời cảnh cáo cuối cùng đừng có làm chuyện gì vượt quá giới hạn với đô hi nữa sao lại làm vậy bộ anh không muốn thấy sejin bị mất mặt trước ban giám đốc hay sao hả dù là Lina Dên hay là Chang Si Chin Thì vẫn sẽ có một bên phải bị quỷ hoại Cho dù là ai đi chăng nữa Cũng đều khiến cho tôi đau lòng Vậy chỉ bằng tôi đứng ra gánh hết Phải rồi Đây là chuyện cô muốn mà Đúng là cách của Kang Tê Chun Đúng vậy anh đã tự hy sinh bản thân mình giống như tôi dự đoán rồi Bây giờ hãy dừng lại đi Chuyện đã như cô muốn rồi còn gì nữa Dừng lại đi Xin lỗi nhưng mà chuyện này tôi không thể quyết định được Phía bên đó vẫn luôn là người ra tay trước kia mà Trên đời này Chẳng có bí mật gì hết Sớm muộn gì Cô cũng sẽ bị phát hiện về chuyện này thì tôi hiểu rất rõ Cho nên anh không cần phải cố gắng quá để làm gì à, Bà có khỏe không vậy? Ủa sao bà lại tới đây? Tôi đang đi gần đây nên tiện ghé qua luôn. May mà bà có ở nhà. À, Tôi có mua cho bà một ít đồ. Là thuốc bổ người ta chỉ tôi. Ồ, oh, mua quà cáp làm gì? <laughs> Cảm ơn bà nhiều nha. <laughs> nhìn... Nhìn đẹp thật đó. Hả? Cái ghim cài. À, cái này hả? Đây là... Quà anh Đông Chiên tặng tôi đó. <laughs> đẹp lắm đúng không? Vậy... Đẹp tới nỗi khiến cho người khác phải ganh tị. <laughs> Bà ngồi xuống đi, để tôi đi lấy trà nha. Được rồi. <laughs> Mà không... Cô à. vẫn khỏe chứ? Dạ, rất vui được gặp. Bà tới đi gặp mẹ của Hy Cung hả? Đâu có, tôi tới đi gặp cô đó chứ. Gặp tôi? À, làm sao bây giờ, tôi định đi ra ngoài đây. <laughs> Chẳng phải chuyện to tác gì. Tôi muốn trở nên thân thiết hơn với cô. Hiện giờ hội phụ nữ đang tham gia hoạt động công ích. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì hãy tham gia cho vui. Chắc là tôi. Cần phải suy nghĩ lại đã. Xin phép bở lại chơi vui vẻ. Sau này, chúng ta gặp nhau thường xuyên đi. Nếu như có chuyện cần thiết thì phải gặp nhau thường xuyên. chuyện này đúng là khiến người ta khó tin mà sao trưởng phòng can lại có thể làm chuyện như vậy được có đúng không cô sudan dạ sa sa sao mà tôi biết được chuyện này tuy trưởng phòng can không phải kiểu người mà tôi thích nhưng mà cậu ấy không phải người làm chuyện đó đâu rút cuộc là tại sao chứ Ờm uhm, tôi đã gây ra rắc rối thành thật xin lỗi tôi dám chắc cậu có lý do gì khó nói anh đang làm cái gì vậy hả em hỏi anh đang làm gì mà <laughs> Ai kêu anh rời khỏi công ty Ai kêu anh làm vậy Càng tê chun Cứ ở yên đó Đừng làm gì hết Đây là mệnh lệnh của giám đốc Chẳng phải Em là người biết rất rõ tại sao anh làm như vậy à không đâu em không biết gì cả em chẳng biết một chút nào hết em cảm thấy bực lắm đợi em bình tĩnh lại đi chúng ta sẽ tới gặp ba Chuyện này là sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Dạ phu nhân, thật ra là... Đừng dài dòng nữa, nói rõ ràng đi. Mau qua đây ngồi xuống. Dạ lát nữa Sư si sẽ tới đây. Cậu không thể nhìn mặt tôi sao? Bây giờ tôi đang nói chuyện với cậu đó. Dạ, mẹ cứ nói đi. Cậu không muốn Bét Đô Hi bị gì có phải không? Nên mới gánh tội thay cho nó chứ gì? Con đang trả nợ ân tình. Chuyện thực phẩm nhiễm độc lần trước. Mẹ đã cố đẩy cho con gánh hết. Nhưng cô Đô Hi đã cứu con thoát vụ đó. Sao? Bây giờ cậu đã phát điên thật rồi đó. Thôi không được rồi. Tôi phải bảo vệ con gái của tôi hai đứa mau ly dị đi. Nếu như Si Chin muốn như vậy thì con sẽ ly dị. Nhưng mà mẹ à, mẹ cũng biết rất rõ rồi mà vụ bê bối này chính Si Chin gây ra. Lần này mẹ nên cảm ơn con thì mới đúng chứ. Đó là chuyện mà một con người nên làm, không phải vậy sao? Còn đây là chuyện tôi cần phải làm với thằng con rể quỷ hoại cuộc đời con tôi. Đúng vậy Sê Chi Đừng quên những gì mà hôm nay Con đã gặp phải Con phải nhớ thật kỹ từng chuyện Rồi sau đó cha đạp họ tới chết Con gái của mẹ Thì phải làm như vậy Coi bộ chúng ta chỉ muốn báo tin vui mà tới đây đột ngột quá Nếu biết như vậy Thì đã gọi điện trước rồi Chờ chút để tôi gọi họ đã Ờ à, tôi là bác Đô Hi đây Bây giờ cửa tiệm nhà cô đóng cửa rồi hả Phải Bây giờ chúng tôi Có phải đã xảy ra chuyện gì không Có chuyện gì xảy ra vậy à, Tại sao dì Giang lại đột nhiên bị ngất đi như vậy chứ hôm qua chàng xây chin đã tới cửa tiệm nói là sẽ kiện chúng tôi để đòi bồi thường mẹ tôi chỉ mới vừa bình tĩnh một chút xíu thì mẹ của chàng xây chin lại tìm tới và nói là đã mua lại toàn bộ tòa nhà rồi bắt chúng tôi dọn đi trong tháng này luôn mẹ tôi không chịu nổi cú sốc này Chắc mẹ đã đau lòng dữ lắm Cô Đô Hi, tới rồi hả? Ra ngoài đi. Sao? Sao vậy? Đi, ra ngoài đi, lẻ lên. Sao gì lại nằm ở đây Lúc này dì phải vững tâm lên chứ Sao dì lại nằm ở đây như vậy Đã có chuyện gì vậy Tại sao dì Giang Lại có biểu hiện như vậy Mẹ của tôi Không thể nói chuyện được nữa bà ấy không thể nói chuyện <laughs> là chứng mất đi ngôn ngữ âm thanh gì đây <laughs> bà jun mở nó nãy giờ rồi nói là muốn cầu nguyện nên đã mở niệm kinh nãy giờ tôi xin phép đem đồ đi giặt Dì đang làm gì vậy hả Nhìn không biết hả Tôi đang cầu nguyện Sao khi không lại tự nhiên cầu nguyện như vậy hả Tôi đang cầu mong cho con gái vô Ne Được tới một nơi tốt đẹp Sao chứ Cô cũng cầu nguyện đi Cô đã chia cắt hai cha con họ Cô tính chuộc tội làm sao đây Hãy cầu nguyện cho Sejin Hay cho con gái vô Ne đi Dì đang nói gì đó Bệnh đáng trí là vậy đó hả? Là từ từ trở nên điên khùng có phải như vậy không? Cô, nghĩ là tôi không biết chuyện gì hả? Vì lại muốn nói chuyện điên khùng gì nữa đây? Con gái jun E, không phải là con của cung quan hay sao? Trời ơi, bản mặt của cô đã nói rõ rồi đó. Nếu vậy thì bây giờ tôi nên nói cho cậu ấy biết. Nói cho ba của Xê Chin biết rõ về sự thật đó mà thôi. Dù vô số à! Bởi vậy cho nên đừng có gây với tôi. Cô tưởng là tôi không dám làm gì cô hay sao? Cô cũng nên biết sợ tôi đi. Vì nếu như thấy cô tội nghiệp, thì tôi mới có thể bỏ qua cho cô. Không phải sao? dù giòn xúc. Tôi không thể để yên cho cô như vậy nữa. Tôi đây. Tìm cho tôi diện dưỡng lão tiện nghi và yên tĩnh. Cho bệnh nhân bị bệnh đảng trí. Con đã làm chuyện đó. Anh Tê Chun không làm gì sai cả. Con đã tự lên kế hoạch Rồi cho tiến hành chuyện đó à, sì, Đừng cản nó Con cứ nói tiếp đi Sao con lại làm vậy Bởi vì con không thích Bác Đô Huy. Con muốn đuổi cổ ra khỏi đây à, sì, Em làm gì vậy Dạ không phải đâu Là con đã làm chuyện đó Anh Tê Chun đừng nói nữa Em đã nói hết ra như vậy Thì ba cũng đã hiểu hết rồi Ba chẳng biết nói gì. Con gái ba là loại người này sao? Vậy đây... Chính là cha anh chin hả? Ba. Từ chức giám đốc đi, ngay lập tức. Chờ hoài mà không thấy em gọi lại, làm anh lo quá. Bà chủ giang, không sao đúng không? Dì ấy bị chứng mất ngôn ngữ Chứng mất ngôn ngữ? Sao lại như vậy? Ừ, vậy thì Phải làm sao mới chữa khỏi? Bác sĩ nói không có cách nào để chữa trị hết Dì ấy đã được cho về nhà rồi Bây giờ trước mắt Chúng ta sẽ tập trung vào công thức Làm món gà ướp hành Còn cô Anh Bông thì sẽ quản lý cửa tiệm Tới khi dì Giang khỏe trở lại à, Em có nói là Họ phải dọn khỏi đó trong tháng này đúng không? Phải tình hình hiện giờ là như vậy vậy thì công ty chúng ta hãy mở cho dì ấy một cửa tiệm đi được không vì chuyện lần này mà dễ đã bị tổn thất rất nhiều rồi anh nghĩ là nên để cho bà chủ giang quản lý cửa tiệm của chúng ta nếu được vậy thì đúng là chuyện tốt rồi tôi nghĩ chúng ta cứ tiến hành đi Dạ con nghe ba, sao vậy ba? Bây giờ con có bận không? À. Dạ hồi nãy con bận chút xíu nhưng bây giờ xong việc rồi Ba cứ nói đi Nếu như con rảnh thì con đi gặp mẹ của Hy Cung có được không? Sao vậy ba? Bộ có chuyện gì hay sao? Cũng không có gì đặc biệt Ba nghĩ là bà có chuyện buồn lòng Tại lúc ba gọi hỏi thăm thì bà khóc Nên ba cảm thấy không yên tâm Đập hư đồ rồi còn giác mặt vào đây nữa hả? Tôi xin lỗi. <laughs> Thôi khỏi, ai biết thật lòng hay là không? Được rồi. Nói thật lòng thì tôi. Thấy hơi sợ những gì mà dì đã nói. Dì nói là tôi nên biết sợ gì mà. Rốt cuộc cô muốn nói gì đây? Chúng ta hãy cùng làm với nhau đi. Sao? Cô muốn đánh nhau một trận hả? hai chúng ta hãy làm cho đàng hoàng đi. Chúng ta hãy đi tới chùa để cầu nguyện cho mẹ con ne. Hãy cầu nguyện bằng tấm lòng chân thành cầu mong cho họ được tới nơi tốt đẹp đi. <laughs> Sao lại nói những chuyện không giống cô một chút nào hết vậy? Tôi thấy tôi cũng hơi quá đáng rồi nên tôi muốn cầu xin sự tha thứ. Làm vậy cũng tốt cho Sejin. Chin. Với lại. Dì là mẹ của Hi Cung mà. Nên chắc là dì cũng hiểu tấm lòng của cha mẹ mà có phải không? <laughs> Cô làm cho tôi thấy bối rối quá đó. Dĩ nhiên là dì phải bối rối rồi. Tôi sẽ hành động cho dì thấy. Tôi tới công ty đón Ceci nên chút nữa gặp nhau ở ngôi chùa mà ba được cầu siêu nha. đô hi hả gọi bác có gì không con ờ trưa nay bác có việc gì không ạ à? con tính tranh thủ thời gian rảnh để ghé qua thăm bác một lát nhưng mà giờ bác đang đi tới chùa để mà cầu nguyện cho bạn bác và con gái cậu ấy được an lòng trên thiên đường ừ ờ, đó là người bạn mà trước đây bác đã kể có đúng vậy không nè bây giờ mấy người muốn đi đâu chứ nè tôi đã nói rồi mà tôi muốn gặp kang tây chun cho nên anh mau kêu cậu ta ra đây đi tôi đã nói với anh nhiều lần rồi cậu ta đã ra ngoài công ty rồi hey, nếu như mấy người cứ như vậy á thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó <laughs> cảnh sát hả vậy thì gọi đi Hey, cũng lâu rồi chưa có chào hỏi mấy anh cảnh sát đó cũng đúng lúc tôi đang nhớ họ nè hãy gọi cho họ tới đây đi ờ hey. à, cậu ta tới được kìa cậu kang tae chun là cậu Kante Chun hả? Con trai của bà Ô Man Chung có phải không? Phải. Các anh kiếm tôi làm gì? Vậy cậu nghĩ chúng tôi cất công tới đây là vì chuyện gì vậy hả? Lo mà trả tiền cho tôi đó. Hả? Ô Man Chung muốn cậu được báo hiếu nên kêu chúng tôi tới kiếm cậu đó. Người nào mượn tiền anh, thì người đó phải trả chứ cha đúng là mẹ con cho nên giống nhau thiệt ha vậy thì chúng tôi đi gặp giám đốc chan Si chin nha hay là gặp chủ tịch chan đây hay là giờ tới thẳng nhà vợ cậu gặp tổng giám đốc bắc du cung đây ta sao lại làm như vậy hả sao lại tới đó vậy hả nếu làm vậy tôi sẽ không trả lại tiền đâu không trả <laughs> em khóc lóc như vậy có phải là em đã biết rồi không gì đây bây giờ mới chịu vác cái bản mặt về hả sao lại như vậy tiền của tôi đâu hết rồi số tiền tôi mượn đi đâu hết trơn rồi <laughs> anh bị lừa sạch hết rồi hả <laughs> anh không ngờ là tên đạo diễn đó lại lừa anh đó anh đã đi khắp nơi để tìm hắn nhưng mà không chỉ có mình anh bị hắn lừa đâu <laughs> trời ơi cái tên ngu gốc này có biết số tiền đó quý lắm không bây giờ phải làm sao đây phải làm sao đây hả trời ơi Tại sao lại như vậy hả Tại sao anh lại quỷ hoại cuộc đời của tôi như vậy hả Tại sao Tại sao Chắc là mẹ khác lắm đúng không Để con ra ngoài lấy nước ấm cho mẹ nha sao tới giờ vẫn chưa tới nữa vậy ta bà là bà Yun Dung súc hả phải cậu là ai vậy tôi là thư ký của ông Bét đông chin bên bss à, à là anh đông chin hả dạ ông ấy kêu tôi tới đây để đón bà ờ à, là vậy sao nhưng à, giờ tôi đang đứng chờ người bạn của tôi chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại đây à hiện giờ bà bác du cung đang ở cùng với chủ tịch bách thật vậy hả chủ tịch bách nói hôm nay có chuyện vô cùng quan trọng phải gặp trực tiếp hai người để nói mời bà theo tôi ra xe ờ à, được ở đâu ta chỗ này là ở đâu vậy? Thiền bà đứng đây đợi một lát. Tôi sẽ vào trong báo với chủ tịch. À, được rồi. Chúng tôi hay tin nên đã đợi sẵn. Sau này, bà không cần phải lo. Chuyện gì vậy? đưa bà ấy vào phòng đi dạ dạ à, à, bỏ ra tôi nói bỏ tôi ra đi mà bỏ ra à, bỏ ra bỏ, bỏ ra đi Đồ hi à chắc chắn là do du cung làm du cung muốn nhốt bác ở nơi mà không ai tìm ra được. À, tại vì... Bác đã biết bí mật của du cung. Bí mật mà du cung không muốn ai biết. À, bác sợ lắm. Khi <laughs> bác hay tình e đã mất... Bác liền nghĩ là do du cung làm đó Cái này Thực sự là của gì sao Cút ra khỏi đi Làm ơn cút đi Không nghe tôi nói hả Cút mau đi Ê. Bác ồ, ồ. Bác, ồ, bác ơi, ơi Bác ơi Xe buồn của tôi đâu rồi Là chú làm có phải không Chú giấu xe buồn của tôi ở đâu rồi Mau gọi cho đội báo ăn Đưa cô tới sở cảnh sát à. Anh cảnh sát Khoan đã Anh cảnh sát Anh cảnh sát à Tôi không thể ở đây được Thế buồn à Thế buồn à Lina giờ... Hãy nhìn tôi đi à. Cháy rồi Chữa cháy đi T Tỉnh dậy đi T Tỉnh dậy đi bây giờ vẫn chưa quá muộn có đúng vậy không em đang nói như vậy tôi có thể đến bên anh hay không có thể tôi sẽ khiến anh cảm thấy thất vọng tôi cũng không tự tin trở thành người phụ nữ mà anh muốn có thể sẽ làm cho anh đau lòng khiến cho cuộc đời anh đau khổ dù là vậy cũng không sao chứ